họ đến thì họ đã yêu cầu là cụ Thành phải hợp tác. Tức là họ đọc, trước đó thì họ đọc một cái lệnh, đó là lệnh khám nhà. Đó, thì trong đó là họ yêu cầu cụ Thành phải hợp tác và họ nói rằng là muốn đi khám toàn bộ ngôi nhà của cụ Kinh. Tuy nhiên rằng là cụ Thành đã không đồng ý. Không đồng ý thì họ đưa ra một cái giấy rằng là họ bắt là phí là đã không hợp tác với bên công an. Đó, xong rồi họ có những cái lời lẽ sự là rất là côn đồ, có phần là đe dọa đến cụ. Thế nên là cụ đã rất là sốc. Sau đó là huyết áp của cụ đã tăng lên đến 200 đó. Thì sau đó cụ đã bị bất tỉnh. Tát tôi đá đi đá lại. Còn thằng chức.